Xin kính chào quý anh chị và các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu tới một sản phẩm máy ép trái cây mang thương hiệu Gali, một sản phẩm cao cấp đạt chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu tem chứng nhận hợp quy CR. Một sản phẩm được cấu tạo thân bằng inox, miệng ép lớn có thể ép nguyên trái, công suất cực mạnh 750W. Một sản phẩm được bảo hành 12 tháng, chính hãng, motor 100% bằng đồng, giúp gia tăng tuổi thọ của sản phẩm. Sản phẩm được tặng kèm một ly ứng sát và một ly ứng nước, cực kỳ tiện lợi, phù hợp cho các nhà hàng, nhà bán sinh tố